Chào anh em, nay mình làm kíp đi bắt dợp nha anh em. Nên phải xong không? Tại mình không có cài 3G nên không quay trực tiếp được á. Ghê nè, ta đi biển là đi xong xong này chạy ra biển nè anh em nè. Giờ mình đi đi bắt dợp. Mấy con dợp nó nằm dưới bao mình dỡ lên mình bắt. Đi mình à. Xình nhưng mà gớm quá. Xinh không? Ghê ta đi cá đi biển á. Ừ xinh luôn. Chào anh em, đi đây xinh quá. Nếm thấy xinh không? Xinh quá trời. Ghê bự ha. Cái ghê này là đi biển là nước nước này cạn á, mình mới đi bắt mấy con dợp này được nha anh em. Chứ mà nước sâu quá, nước chưa rút á, mình không bắt được. Này mình dỡ bị đồ bao lên bắt mấy dợp. Này dợp nữa anh em nè, nó nằm dưới đây nha anh em thấy không? À, con này giờ nướng, con này nướng được nè anh em, con này nhỏ, có nhiều con bự nó nữa anh em à, dỡm cái bao lên, tụi nó nằm dưới bao mà anh em à. Con này mình bắt về mình nướng, mình trứng đồ á, trứng gà đồ á, mình đập trộn gia vị vô nướng đâu quả vậy trời, đâu có một con trời. Giờ đi qua trước cái nhà anh em, thịt con nhỏ cái này nữa anh em à. Ừ. Bữa giờ không ai bắt mà sao ít dữ ta, nhỏ nhỏ không ta. Này bư y như mình lũng rác vậy nè. Tao nhìn vô tao tưởng mình làm gì không. Lâu lâu mình dỡ mấy cái bao lên có cua nữa anh em. Hồi đợt mình đi bắt á, mình dỡ lên á, cua bự 4 lạng á. Những cua nó nằm dưới bao nước á. Nó nhỏ không ta. Này nhỏ quá. Không quá. Chào anh em. Nãy giờ mình đi, nãy giờ mà không có tới đây mình quay đây có mình quay cho anh em. Đây con bự nè anh em nè. Như ai vô bắt hết rồi anh em à. Ai vô trước rồi. Lanh quá mà. Này nhỏ quá. Nằm dưới đây nè. Mấy con này mình xào giá ăn được nha anh em. Giờ này cũng 5 giờ anh em à. Nay 5 giờ chiều. Nay ngày là nay ngày 8 tháng 10 là mình không có 3G mình quay trực tiếp cho anh em xem. Đây đây đi đi đường không có đường đi ha. Cây cấu không à. Chắc này là thất thu quá. Hồi đợt mình hồi lâu mình vô mình bắt nhiều anh em à, mấy con này bắt dở mấy này lên là có à. Sáu giờ ai vô bắt hết rồi. Lên đi, nãy giờ được mấy con à. Nãy giờ mới giờ 5 giờ kém mà tối quá. Nay thất thu sao mà. Giờ này rút nước kẻ rút nước chở. 4 rưỡi nó mới rút hết cạn ra. Em to nữa anh em à. Nãy giờ 3 em được rồi.
đợt mình vô mình giữ hay được một con nữa nè, đợt mình dỡ một phát là lên một chỗ là 4-5 con, 4-5 con đã mà đây mà nhiều lắm. Sao giờ nó ít quá, người ta vô bắt nhiều quá, sao dỡ lên người ta bắt nhiều quá nên sao xinh không à, mũi chích nữa trời ơi, chích ngồi chích nghe đít nó ác thiệt chứ, tay cầm điện thoại tay móc xình nó dính rồi hết gãi được, đưa đít cho nó chích thôi. Dỡ mấy cái bao nằm dưới mấy cái bao à. Anh em nãy giờ có thất thu ở mấy con này, giờ mình đi qua bên chỗ này xin mà, giờ mình đi qua đó mình bắt. Ừ xin rồi kìa, không em thấy xin không ở quá chân nó trơn té này, trời người ta canh hồ tôm em thấy trời xin. Anh em thấy cá biển không? Nè con cá kình nè. Chết, người ta đi biển vô rớt xuống chết, chui vô bờ. Cuối rồi. Anh em xanh nè. Đi lúng rồi anh em. Bắt thu rồi. Ai vô bắt hết rồi. Anh em ghê à. Ghê là đâu anh em. Nè, đây giờ được con nè. Xinh quá. Được mấy con rồi. Thảm trời. Đợt vô quá trời luôn mà sao. Nay nó cùi dữ trời. Tối rồi, mũi chích quá trời luôn anh em. Đây ba khí cũng nhiều. Ở đây mình gọi là nha, còn dưới miền Tây gọi là ba khí. Thất bại rồi, dép xin rồi anh em mà thấy không, đúng không? Anh em thất thu quá, được mấy con à, giờ dép chân mình xin đúng không, giờ mình đi kiếm nước mình rửa chân nha. Đi trơn quá, có đi nữa. Rồi này, này thấy bình nước này hết rồi, lấy mình giữ miếng, chậm quá, mình không giữ là mình đi không có được. Anh em thấy mấy con không? Xanh nha. Anh em lấy cái này là dầu nước giờ mình xịt cho nó sạch xanh hết đi. Còn anh em không có dầu nước thì lấy bàn chải á. Nước á, ta dầu mình chà. Chà cho sạch vỏ bên ngoài. Con này thịt nó ngon anh em à. Anh em đang con nữa nha anh em. Ừ nãy giờ. Mấy con à. Thù quá. Hào anh em à, hào này bự này, có nhiều á, lấy mình đây nè, hào nè, để mình chinh giòn đường con. Chào anh em, nay thất thu quá, bị ai bắt hết đâu, ghê anh em à, nước cạn à, ghê đi giả cào, ghê ghê giả cào. Nên mấy con à,
con làm gì đâu, mình bỏ đâu, để lần sau có nhiều mình bắt dập hết anh em. Con này là con nhỏ nha anh em, cái con này là gấp 2, gấp 3 con này luôn nè. Đây này xình quá, quay nó không thấy, không nước rửa, chạy ra kia rửa là ướt dép luôn á, dép này muốn đứt nè. Anh em xem kênh mình ủng hộ cho mình nha, cảm ơn anh em nhiều nha. Giờ này tối rồi, 5:30 rồi, mình về. Bye anh em nha. Anh em ơi, đứt dép rồi anh em ơi. Đường này ra đó miếng chai rồi, sao mà ra đây không biết. Dép đứt à? Còn chiếc à?